Xin chào anh em, mình là Nam E. Mình đang cầm trên tay cái DJI Mic. Đây là sản phẩm cá nhân mình rất là hào hứng, bởi vì mình là một người làm video mà, cho nên là mình rất là quan tâm tới những cái sản phẩm liên quan tới việc sản xuất video. Đây là cái bộ microphone, thì bên trong đây nó có một cái bộ phát và hai bộ thu. Anh em dùng nó để cải thiện chất lượng âm thanh, để anh em quay phim nè, anh em làm vlog, anh em livestream rồi gì đều có thể sử dụng cái này luôn. Đây là hộp của DJI Mic nè anh em. Nhìn to và hầm hố lắm luôn á. Nó có màu đen. Phía trước và phía sau có những cái vân chéo như vậy. Cầm rất là đã tay. Đây là hộp đựng kim hộp sạc luôn. Thì nó sạc cũng USB-C. Mặt trước có đèn, báo lượng pin. Đây là bộ nhận nè, bộ thu. Và đây là hai cái bộ phát, tức là hai cái mic anh em gắn lên trên người á. Cái hộp này nó có thể sạc cho ba thiết bị này 1,8 lần. Tức là anh em dùng hết sạch pin, bỏ vô thì nó sẽ sạc được 1,8 lần anh em ha. Bên trong đó người ta còn đi kèm theo cho anh em một cái túi đựng. Đây là cái túi đựng ni lông. Thêm cái túi này chúng ta bỏ vô, kéo dây gút lại như vậy thì sẽ bảo vệ toàn diện luôn. Cái túi này đồng thời là cái túi để anh em đựng những cái phụ kiện đi kèm theo. Ví dụ như là chúng ta có nè, cáp sạc USB-C. Chúng ta có hai cái cục bông này. Đây là cái bông lọc gió anh em gắn vào trong cái mic để anh em ra đường làm việc những cái nơi có gió đó. Và có thêm cái cọng cáp. Đây là cọng cáp TRS cáp 3.5 để anh em truyền tín hiệu audio vào trong máy hình máy quay phim. Và trở lại với nhân vật chính, mở nắp ra anh em sẽ thấy ở giữa là cục nhận, cục thu. Đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ gắn vào điện thoại, gắn vào máy tính, gắn vào máy quay phim để nó nhận tín hiệu từ hai cái mic này. Đây là hai cái cục phát thì nó đúng hơn chứ không phải là hai cái mic. Thì trên cục phát thì nó có mic. Anh em có thể đeo cái này lên trên ve áo, đeo lên trên người. Hoặc là anh em có cái mic lavalier thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Chúng ta sẽ cắm mic vào đây. Bên trong hộp của DJI Mic nó không có kèm theo cái mic kẹp cổ, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái này thôi. Chúng ta sẽ kẹp lên trên người. Một bên á là nó có cái nút nguồn, đồng thời là cái cổng USB-C. Bản thân cái này đồng thời là một cái máy ghi âm. Bên này nè, có cái nút ghi âm. Anh em nhìn thấy nút rec không? Nút ghi âm và đây là nút play. Thì cái nút rec này nó rất là lợi luôn. Rất là ít trên cái mic trên thị trường có cái nút rec trực tiếp lên trên thân mic này luôn. Khi nào anh em cần ghi âm đồ gì anh em có thể nhấn cái ghi âm. Cái đèn đỏ đây nó báo lên, tức là mic này nó đang ghi âm. Chúng ta có thể dùng nó như là một cái nguồn backup. Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta đeo cái mic này lên trên người ta nói chuyện, người ta đi xa quá hoặc là ở những cái nơi bị nhiễu sóng thì chúng ta vẫn không có sợ bị mất âm thanh. Cái hệ thống kẹp nè. Thêm cái vụ mà nam châm này nữa, nam châm là một cái mình rất là thích luôn. Tức là nó giúp cho mình đeo cái này lên nhiều nơi lắm. Thay vì nhiều chỗ ví dụ mình mặc những cái áo mà không có kẹp được á, mình có thể dùng cái nam châm này, mình gắn cái mic này lên trên người. Phía trên này nó có hai cái đèn LED để báo hiệu trạng thái. Hiện nay thì anh em nhìn thấy LED mờ mờ vì bởi vì mình đã giảm độ sáng của cái LED này xuống rồi. Nếu mà để LED này sáng quá nhiều khi quay thì nó gây chú ý, cho nên là mình đã giảm độ sáng xuống rồi. Mình có thể tăng cái độ sáng của mấy cái LED lên theo tùy ý của mình. Đây là cục thu nè, nhìn nhỏ gọn đẹp anh em ha. Chân sạc tiếp xúc, bên đây là nút nguồn, có cái cổng USB-C để anh em cắm sạc. Bên hông nữa là có cái cổng, đây là cổng out để anh em cắm cái cáp TRS lúc nãy vào. Đây là cái cổng để các anh em cắm tai nghe monitor vào. Cái DJI Mic là một trong những cái bộ mic hiếm có mà anh em có thể cài đặt tất cả những cái cài đặt ở trên cái receiver này. Anh em vuốt xuống này anh em sẽ chọn được. Đây là cái cài đặt cho hai cái cục mic này. Stereo là một cái mic này nó làm kênh trái, một cái mic này làm kênh phải. Mono tức là hai cái kênh này nó sẽ trộn lại. Cho dù là mic nào thì nó cũng trộn thành một kênh audio mono thôi. Safety channel là một cái tính năng rất là hay luôn. Tức là chúng ta dùng cái mic này ở những môi trường có âm thanh to đột ngột, chẳng hạn ví dụ như chúng ta quay phim ở đại nhạc hội thì cái kênh safety channel này nó như là một cái kênh phòng hờ vậy đó, giúp cho anh em có thêm một cái kênh audio sơ cua. Trong trường hợp mà ví dụ như có những cái tiếng to quá thì chúng ta có thể dùng cái kênh safety channel này để chúng ta hồi phục âm thanh chúng ta. Rồi thêm nhiều cài đặt khác nữa nè, ví dụ như receiver gain là chỉnh độ lợi của receiver, chỉnh volume của cái tai nghe ra nè. Rồi mình có thể chỉnh transmitter setting, tức là mình chỉnh những cài đặt chặt hai cục này. Chỉnh low cut. Low cut là khi anh em bật on á thì nó sẽ lọc bớt những cái âm trầm đi. On hoặc off. Mình sẽ để off. Transmitter gain tức là chỉnh độ lợi của mic ở trên đây. Auto record. Auto record. Nếu như anh em để on thì mỗi lần anh em lấy ra khỏi hộp này nó sẽ tự động nó ghi âm thanh vào trong đây luôn. Và anh em chỉnh led brightness, lúc nãy mình giảm cái độ sáng của cái led này xuống á. Bây giờ mình sẽ tăng lên cho anh em nhìn. Anh em thấy sáng liền ha. Giờ mình sẽ bỏ vô trong hộp và mình lấy ra demo cho anh em coi cái tính năng là tự động ghi âm. Bây giờ mình sẽ lôi mic ra. Ngay lập tức nó kích hoạt tính năng ghi âm. Lôi mic này ra.
nó cũng tự động nó ghi âm luôn. Thì bên trên cái cục receiver này nó cũng có cái nút để anh em có thể kích hoạt tắt đó, điều khiển từ xa được luôn. Mình sẽ chọn và mình sẽ bật hoặc là mình tắt cái tính năng record, và bên đây nó có báo dung lượng cho mình biết nè, còn bao nhiêu thời gian ghi âm được ở trên cái từng cái cục đó. Để dùng DJI mic với lại máy quay phim thì chúng ta sẽ gắn cái đế này, gắn vô vậy nè, và cái này anh em gắn vào trong máy hình máy quay. Cổng audio out thì chúng ta dùng cổng out này, phần còn lại thì cắm vào máy quay phim. Hai cái mic này chúng ta kẹp vào người chúng ta, kẹp vào người chúng ta cần và phỏng vấn quay phim gì đó kẹp vào đây. Đó là dùng trên máy quay phim máy hình ha anh em ha. Trên đây bên trong hộp nó có thêm hai cái cục này để anh em dùng cho điện thoại iPhone hoặc là dùng cho điện thoại Android. Đây là cái cục Lightning adapter và USB-C adapter. Cắm vô như vậy là điện thoại nó sẽ nhận ra liền và chúng ta sẽ sử dụng được nó. Cắm vô thì điện thoại sẽ báo là chúng ta đang cắm tai nghe nè. Vì điện thoại nó hiểu cái này là một cái tai nghe cho nên là anh em có thể dùng cái này để quay phim, dùng để livestream, nó đều nhận được hết luôn. Một cái nhược điểm khi anh em dùng cái này với lại iPhone á là cái này nó cho ra mono thôi, thì anh em lưu ý ha. Cho dù là hai mic nhưng mà do cái giới hạn của cái iPhone cho nên là cái này nó chỉ ra mono thôi chứ nó không được stereo. Dùng trên điện thoại Android thì nó sẽ không có bị cái hạn chế như dùng trên iPhone, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng hai kênh, vẫn có thể sử dụng stereo, tức là chúng ta vẫn dùng được những tính năng như là hai kênh trái phải hoặc là dùng được cái safety channel. Thì cái này do ưu thế của Android hơn cái iOS. Thì chúng ta cắm vô và chúng ta quay phim đó. Điện thoại nó sẽ báo là dùng mic USB. Các bạn, mình đang thử tiếng của cái DJI mic anh em ha. DJI mic thì nó đi kèm hai cái cục mic này. Hai cục mic này thì anh em có thể, ví dụ như anh em sử dụng một người thì chúng ta gắn một cái lên người thôi, không cần phải sử dụng cả hai cái. Còn trường hợp chúng ta dùng hai cái, dùng hai người á, thì đây là dùng hai mic. Dùng hai mic này thì chúng ta có những cái cài đặt là sử dụng stereo. Stereo là kênh trái một bên, kênh phải một bên. Nè anh em mình nghe thử tiếng nha. Đây là tiếng của một bên nè, anh em sẽ nghe tiếng một bên tai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Còn kênh bên kia thì nó nhỏ hơn ha. Đây là anh em nghe tiếng kênh còn lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, đây là khi chúng ta sử dụng stereo thì mỗi người nói sẽ là một kênh. Còn nếu mà chúng ta chuyển qua cái cài đặt mono thì là tiếng của hai người nó sẽ gộp vô, tiếng của hai mic này sẽ gộp vô thành một cái kênh mono thôi. Cho nên là mình nói bên nào thì nó cũng chỉ là một thôi. Mình nói hai bên là alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì anh em nghe cả hai bên đều là một, mà mình nói một mic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nó cũng là như vậy luôn. Anh em thấy một mic cũng nghe được như vậy. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì tiếng của một mic nó cũng dồn vô mono luôn. Chỗ mình đang đứng là chung cư Emerald ở khu Seven City anh em ha. Thì khu vực này á, ngoài kia là đường, cho nên là mình thấy là khu vực này cũng có thể nó là khu vực khá ồn ào đó. Lúc nào cũng có tiếng xe, lúc nào cũng có tiếng người cả. Ví dụ như các bạn nhìn phía bên đây à, có các bạn trẻ thì đang chơi bời khu vực trẻ kia. Và phía bên ngoài bên đây nè, lúc nào cũng có tiếng người hết. Anh em nghe tiếng xe chạy chứ, ngoài kia lúc nào cũng có xe chạy. Còn trên đầu mình thì thỉnh thoảng là có máy bay bay ngang qua. Cho nên là mình nghĩ cái âm thanh này có thể nói là một cái môi trường, một loại môi trường ồn ào luôn á. Thì anh em nghe thấy cái chất lượng âm thanh nó như thế nào? Em là con một hay là có nhà các anh chị em? Dạ em là con đầu và có hai em nữa. Anh là cũng là con đầu có hai em nè. Anh là con đầu nè. Vậy là con đầu áp lực lớn không? Đúng rồi, kiểu con đầu hơi bị áp lực. Nhưng mà kiểu sao ta, em nghĩ là cái thế hệ của em sẽ đỡ áp lực hơn thế hệ của anh á. Ok, anh rất là hiểu cái suy nghĩ của giống của em đó. Đúng là cũng tùy thuộc vào mỗi gia đình. Có gia đình thì họ tuy là con đầu nhưng mà cũng xinh xinh, cũng chơi rồi cũng rất là vô tư. Và cũng có người không phải là con đầu vậy nhưng mà cũng có nhiều cái mối lo cho gia đình, cũng có nhiều những cái suy nghĩ gia đình. Đó là tùy theo gia đình. Đúng là tùy theo gia đình. Rồi đây là cái video trên tay và trải nghiệm nhanh cái DJI Mic, giới thiệu cho anh em biết một cái sản phẩm cái mình thấy là rất là ngon của nhà DJI. Anh em đang quay phim, anh em đang làm chương trình, làm nội dung gì đó mà cần cải thiện âm thanh đó, thì có thể sử dụng cái bộ này. Giá tham khảo là 8.390.000 ha, gần 8.4 triệu á, anh em mua trên VJ Shop. Và anh em nhìn thấy là cái hộp nè, đựng được rất là nhiều đồ. Vậy thì có thể anh em thắc mắc là mở hộp ra rồi những cái đồ trên đây nó rớt ra như thế nào? Rớt không? Nè. Nó có 500 hết nên không rớt. Và do nó có 500 nên anh em để vô thì nó sẽ biết được đúng hướng hay không. Ví dụ như cái này mình để vô đúng hướng thì nó hít và nó sạc. Nếu như mình để sai hướng á, nó sẽ đẩy ra, nó không chịu vô. Những gì mình thích của DJI Mic là hoàn thiện, phải nói rất là đẹp. Cái hệ thống mic này
rồi hệ thống cài, hệ thống nam châm, rất là thích. Bên trong đây thì lại có cái dung lượng lưu trữ nữa, bên trong mỗi cái đều lưu trữ được 14 tiếng đồng hồ. Và mấy cái bộ mic này nè, và những cái bộ này đều có thể sử dụng liên tục được 5 tiếng đồng hồ. Rồi những gì mình không thích thì sao? Mình không thích đó là bên trong hộp thì họ không kèm theo cái mic lav. Thì thôi, thì họ quyết định như vậy thì mình chịu vậy thôi. Cảm ơn em ha, hẹn gặp lại anh em ở những video khác của mình nha. Bye.